Kiếp nạn mukbang của Spicy Kim hết bị hết giá rồi lại bị dị ứng. Hả? Spicy Kim được mệnh danh là người mukbang toàn đồ lạ, đặc biệt là hải sản. Cứ loại đồ ăn nào mà độc lạ hay khó tìm là Spicy Kim lại phải ăn cho bằng được. Kết quả là TikToker này đã gặp không ít những trường hợp giờ khóc giờ cười và kiếp nạn lần này chính là bị dị ứng do ăn cua lông. Trong buổi review, Spicy Kim đã ăn rất ngon miệng. Thế nhưng sau khi ăn loại hải sản thơm ngon này thì kiếp nạn cũng chính thức ập tới. Theo chia sẻ trên trang cá nhân, TikToker không hiểu lý do vì gì mà khi ăn món cua lông này mà xuất hiện vết đỏ, bị khô, môi bắt đầu nóng ran và sưng, viền môi cũng khô lại, bong tróc. Do đó, Kim đã cho rằng mình đã bị dị ứng hải sản, cụ thể là món cua lông. Đáng nói hơn là tình trạng của Kim ngày càng nặng, sau 5 ngày vẫn chưa có dấu hiệu đỡ, khiến TikToker phải lên mạng cầu cứu. Bên cạnh những bình luận lo lắng về sức khỏe của Spicy Kim, có nhiều cư dân mạng còn đùa rằng có lẽ Kim là người mukbang số nhất top khi liên tục gặp những kiếp nạn trớ trêu. Thôi thì mong Spicy Kim sớm khỏe trở lại để còn nhanh ra video mukbang cho dân tình xem giải trí. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Like, share và subscribe TP Chen để cùng cập nhật những thông tin thú vị.